Ok, mình coi bên phía của team Sirius chút xíu ha. Để coi ở trong cái sau khi thất bại chống Vánh 3-0 thì họ đã làm Đợi gì? đợi nhanh rồi. Họ đã làm gì để có thể thay đổi và có được cái màn trình diễn khá là tốt khi mà gặp bên phía của SC. Anh em nếu như mà thấy WeScan hay là gì chó chói thì anh em nói tôi để tôi đây để tôi giảm mấy này xuống. Đó, được chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý ha. Mai tình rác rưởi hiếu, quỷ mai tình này. Con bé gái này nó khoái tôi rồi anh em. Bé gái này nó chửi chửi ác thì chứ. Giống làm tôi nhớ tới mấy fan K-pop đồ các thứ, đụng vô idol, đụng vô tượng cái quỷ mai tình nó chửi ác thiệt chứ. Ok nha, nghe Ờ, thử nha. cho nó Từ đá từ mất từ bắn đứng đây, lên đứng đúng lên. đây. Ok, Anh cà em rốt ơi, này, cà rốt luôn nha. anh em Đó ơi, đó anh em ơi, từ từ lui lui về nè. Hai. Nhìn nó đi, nhìn nó đi, nhìn nó đi, nhìn nó đi. Bắn đi, bắn đi mày, bắn đi. Quẩy đi vô, quẩy đi vô. Hai hai dưới Hai dưới. hai. Alo. Nice. Bên ta, bên ta, bên ta, bên ta. Ta, bên ta. Rồi, gặp con luôn đi. Sambo Channel hình nền tải ở đâu? Nếu như anh em nào mà muốn tải cái hình nền động thì chút nữa tôi chỉ ha. Để bây giờ mình coi sang này đi ha. Con này đây. Con từ Ây bên, con từ da, bên, con dữ từ bên, con từ vậy. bên ăn luôn, ăn luôn. Penta luôn, mới vô thấy cái Penta luôn. Tốc độ nè. Được. Anh em biết được ở đây là gì không? Khúc này nó cắt luôn cả mấy cái khúc mà nói chuyện tầm sầm ba láp lúc đầu rồi. Tôi đồng ý. Những cái nội dung đó tôi không muốn nghe nha. Nội dung đó hơi tốn thời gian nha. Một clip bây giờ vô nội dung chính mà 33 phút rồi nha. Xong bây giờ khúc đầu anh em nhớ cái khúc mua trà sữa đồ các thứ không? Trời ơi. Do cờ do cờ tốc độ nè. Khơi lại nỗi đau của ba gà hoài vậy ông già. Ơi hình như nghe nói thầy ba đang bị sốt siêu vi đúng không? Như đang có dịch siêu vi á. Đợt vừa rồi mấy anh em VTV cũng bị á. Anh em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dịch này nói chung là chắc là cũng sẽ bị thôi. Anh em sẽ bị thôi nhưng mà nếu không bị thì sẽ tốt. Vậy là quen trước đúng không anh? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo chỉ thị của anh muội đi. Còn em nghĩ nó sẽ ban như cũ luôn á. Ủa đó. Bây giờ mình bắt đầu mình phân tích ngôn ngữ nha. Tiếp theo chỉ thị của anh muội đi. Cái trận này là cái trận mà sau khi thua 0-3. Bây giờ mình phân tích ngôn ngữ là Antifact đóng góp là vô thôi bây giờ là cứ để cho anh muội ban bích đi. Tức nghĩa là trong cái cặp trận trước có vấn đề ở trong ban bích. Có thể ok chưa? C-Loc-Linh bắt đầu là mình phân tích. C-Loc-Linh bắt đầu phân tích nha. Anh em hợp lý không? Anh em thấy hợp lý thì cho Linh xin phím số 1 để Linh có thêm động lực mình nhắc chữ. Không. Em nghĩ nó sẽ ban như cũ luôn á. Không, nó ban rồi nét à. Ủa đó. Còn lưu xe luôn kìa. Mà nó còn dư bi nha. Jerry thì mình lấy ra cũng được luôn á. Lưu xe 50 thì nó có Jerry với lại mèo. Mèo nó chơi không chơi Naughty đâu. Lucian. Nhưng mà nó đánh Naughty vẫn đánh được mà đúng không? Ờ Naughty đánh được, không có đam được. Mình lấy IG không? Ờ IG chứ đi. Cũng được. IG đi sàn rồi xong rồi được ba cũng sắm được. Nhưng mà nó sẽ có nè, nó sẽ có nọc tên với Ari nha. Chắc chơi bia với xe tôi coi. Alpha cũng được. Hoặc là Lucian cũng được. Vậy Lucian đấy. Lucian nha. Sẽ biết nó với mèo với nó đi với Lulu. Mèo này mình dễ chơi lắm, mèo Lulu mình dễ chơi. Mèo Lulu nó đi ba con á, nó để ba con. Mèo Lulu thì mình dễ chơi. Lót ba pick 50 rồi. Nếu mà đã đâu ti chơi rẻ ta luôn không? Ừ thì đó. Giống hôm qua thằng kia nó đè mình đó. Ây da, một cái kinh nghiệm. Ok. Trên team lộ trên team lấy một Delta Class đè vô con Nautilus khắc chế về mặt chất tướng. Là nó vô bay mình 50 luôn à. Đánh 50 vẫn được luôn nhưng mà đánh Rheta cũng được luôn, đánh nào cũng được hết. Vi à, vậy nó không biết được sập nha. Không, tôi nghĩ là cái vấn đề mà Achi đã khắc phục được rồi á. Anh em thấy là có lẽ như cái thất bại 0-3 là nó đến từ dây hàng cấm mà chọn khá là nhiều. Tôi nghĩ là như vậy. Và đợt vừa rồi khi mà phân tích lại á, phân tích lại cái cặp trận thì anh em thấy là đúng là team Secret đã ban bích khá là lỗi và mắc yếu, nói chung là bị yếu hơn á.
ở trong cái cặp trận B3 vừa rồi ha. Lần này thì anh em thấy là team điềm đạm hơn nè, là Achi Van Bích nè, Su Hào đóng góp nè. Anh em thấy cái nhịp này quen không? Cái nhịp này là cái nhịp mà giai đoạn lượt đi chứ đâu. Cái nhịp mà là giai đoạn lượt đi nè. Ừ, đó. Đấy, Nam Y trước đây. Nam Y, đúng không? Nam Y từ từ. Nam Y xuống dưới mình banh con đầu tư của nó. Banh đầu tư của nó. Banh đầu tư với con mèo đúng không? Ừ. Banh đầu tư với con mèo đẹp quá. Ok à? Nam Y lượt này. Nam Y đây nè, không hỏi bạn đó. Lấy Nam Y đi. Ok. Nông Ty là phải ban chắc rồi đó, ban Nông Ty trước đi. Con mèo nó phá được cái đó chứ. Luôn luôn mấy kia cũng khó chịu rồi. Con mèo nó tạo chết. Con mèo nó hồi máu được. Cấm mèo là hợp lý rồi. Ừ. Hay A11 lỡ chở chơi mèo mà luôn 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 con nào cũng vậy. Cấm mèo hợp lý hơn chứ. Nó vì Ari. Mèo nó follow vô được cả hai cái con này nữa anh em. Ban con mèo là một cái sự lựa chọn mà gần như là bắt buộc rồi. Thì đó, con mèo ban mèo được. Chết full luôn sẵn đó mà. Game này có khả năng nó chơi A11 đó nha. Giờ ban Yumi hoặc là Amumu. Một trong hai con đó. Amumu nên nghĩ là Amumu đi. Yumi thì đi lên không áp lực đâu. Nhưng mà Yumi thì về sao mà đủ đau không? Đủ. Pollution mà. Giờ ban Amumu. Giờ sao mỗi quyết định thôi. Một cái chọn đây. Ok luôn đúng không? Ok luôn đúng không? Chân đồ với xin dao với con Nocturne. Chắc biết con xin dao đứng trước thì nhỉ? Hay chân đồ đứng trước thì nó trường. Con nào em phải tăng được á. Ờ chân dao đứng trước thì được á. Ờ chân dao đứng trước thì. Con chân đồ thì nó phê lắm, chỉ đứng yên không hả? Chân dao cũng được, chân dao thì lúc mà nó rời. Ờ chân dao là ngon rồi. Thế chân dao nha. Mấy cặp la và pick chân dao đỡ. Chân dao với Nam Y cũng khỏe nè. Ờ chân dao đi. Bắt luôn ha. Ờ hai con làm gì? Hai chắc con thì sao? Hai chắc thường này thì chắc. Mất livestream đồ các thứ hả? Ê mà tính ra đợt này game mà đi chung cái thế giới thì mất nó làm kịp visa không ta? Đợt vừa rồi không biết nó có làm không nữa. Silas á. Silas em đợt này đừng Silas thì hơi tù. Chắc có điều hay được. Mình ra đợt hình là lát nữa là ở biết là kiểu mình phải một là SD làm trước, hai là phải cẩn thận nó mở. Biết rồi, quan trọng á là nó mở là mấy con tăng mình đứng ra cản liền, đúng không? Ban ra ban vô cản liền là trả đam lại, giống như Genji nãy đánh nó trả đam lại là chết. Nó mới là đam vô mấy con tăng mình là nó thua. Ác vậy. Anh em hình dung ra được cái câu nói này không? Tức nghĩa là bởi vì cái lối chơi của con Lucian á là để mà con Lucian gây đam á thì nó phải đứng cao. Nó gần như là cái đầu tàu mũi nhọn đứng ở tuyến đầu. Và nó tận dụng cái combo đầu tiên của nó để có thể lấy cái lượng máu lớn à, kiểu kiểu là như vậy ha. À, thường là nếu như đẹp nhất là focus vô những cái thành viên kiểu dạng yếu yếu á. Lúc đó có thêm cái lượng sát thương của Nami nó được bớt nữa. Và khi mà thời điểm mà con Lucian nó đứng lên cao thì nó sẽ bị focus. Nó sẽ bị một cái khoảnh khắc mà đối phương có thể mở. Đối phương có thể tấn công một Lucian. Cái cặp đôi này tấn công là khỏe rồi đúng không? Anh em nhìn đã hình dung được đúng không? Thì đó Su Hào nói là ê bây giờ trong những cái pha mà con Lucian nó gây áp lực á, là khi mà nó bị mở là anh em xác định là vô cover nó liền, lũi vô liền ha. Em nên hình dung ra sợ. Cái cách vận hành ha. Đợi hình nó cũng đâu đủ đam đâu, nó cũng phải đợi 3-4 món à. Nhả chóc nha, vô không biết Camille. Nhả chóc rồi. Camille giá này em quẩy cũng ngon. Ờ thấy à chóc vẫn ngon hơn con Camille. Nhả chóc nha, tự tin anh chóc thì anh chóc đi. Rồi game này nó chỉ có đánh dưới. Nhả chóc nha. Nhả chóc rồi. Camille giá này em quẩy cũng ngon. Ờ thấy à chóc vẫn ngon hơn con Camille. Nhả chóc nha, tự tin anh chóc thì anh chóc đi. Thấy à chóc vẫn ngon hơn con Camille. Nhả chóc nha, tự tin. Camille giá này em quẩy cũng ngon. Ờ thấy à chóc vẫn ngon hơn con Camille. Nhả chóc nha, tự tin anh chóc. Mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Đối với cái góc nhìn của tôi, con Aatrox bây giờ nó là con chùm. Con không thua ở đường trên. Con không thua ở đường trên. Mỗi người sẽ có cái góc nhìn khác nhau. Anh em coi là anh em hình dung ra được ha. Tại vì nó không có bị khắc chế anh em. Nhưng mà thật ra khi mà tôi nói với anh em không có bị khắc chế thì tôi đã nghĩ tới một cái con tướng khác để đối đầu với con Aatrox rồi. Thì đó là một cái sự chuẩn bị anh em. Nếu như mà anh em nào mà làm team á, hoặc là anh em nào đang nghe á, thì anh em cần phải có cái sự chuẩn bị đó ha. Hiện tại thì kiểu như là Ren đang có cái sự chuẩn bị đó rất là tốt. Kiểu như sẽ có những cái phương pháp
nếu như đối phương bích con này thì mình sẽ bích con nào đó, kiểu như là như vậy. Đáp là không có được. Nó dưới lên là bot em bắn lướt bắn hoài, lướt bắn hoài luôn á. Nó mà nó kỹ là mình đang. Quan trọng là mình coi nó ăn đâu nè. Biết anh có đẩy không? Biết anh đẩy được. Ờ em cầm view hay cầm đốt một anh nhảy. Giờ Hiro. Biết là cầm đẩy rồi. Ê, giờ Hiro giúp em dừng. À chốc gặp con cá sấu 3 level đầu thở oxy. Ờ thì vượt qua 3 level đầu thôi anh em. Một cái vòng rừng lượt vượt qua 3 level đầu thì đâu phải là cái vòng rừng khó đâu anh em. Ba bài nhưng mà nó biến tất cả mọi kèo thành những cái kèo kỹ năng mà. Này, em qua rét liền ấy. Ok cứ đánh rồi. Phòng rồi. Nó ra. Anh nhảy cao quá không ra nha. Chung nha mấy đứa, sao đâu nha. Đánh quẩy lên. Làm mấy cho bữa em chơi xuống đi Khoa. Mấy cho quay chim mà. Được ấy, nếu mà một hai quay anh chắc không đẩy được thì thôi. Ván thứ đầu tiên cùng đồ ZBTC Sport và team Secret. Rừng hướng nội nghe nói nhẹ nhàng quá ha. Em ăn blue xong em nhìn. Con phi ra cao tử hả? Không qua đâu, không có mắt. Ok ok. Bắn rồi, em quay rồi. Biết nó low lắm mình rồi. Thì cái đó cũng biến thành cái kèo kỹ năng á. Hai. Bắn nó hết hết bèo luôn đó. Ok. Nó bùm lại nhanh em. Đợi từng ngó ở cánh tre nha anh Hậu ơi, để ý đi. Em ăn hết từng tre xong về xuống bắt ăn rồng luôn này. Đừng có ra cua anh ấy. Nếu mà anh bỏ qua thì em với anh đánh được đừng. Rồi rồi rồi. Không rồi, không rồi, không lát anh, không rồi, không lát này mất. Ok, chưa lấy rồi đó. Chơi 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 chơi. Mất quên mà mất quên. Nhưng mà thật ra con Fira nó gọi là khắc chế con Fira thì đúng là con tướng mạnh ở trong cái việc mà đấu cận chiến rồi, nhưng mà không phải là cái kèo đó thua hoàn toàn dành cho Aatrox. Rồi mất quên luôn rồi, mất quên luôn hậu. Này qua đây. 2 2 2 2. Chết rồi. 2 2 2. Bắn luôn, em bắn luôn, em bắn luôn, em bắn luôn. Không không không, đã giết được, đã giết được. Được rồi nè, cái tín hiệu tốt ha. Anh em thấy cái tín hiệu tốt của phía team Secret ha. Họ khắc phục được cái vấn đề mà khi mà họ gặp khi mà thua. Rồi bây giờ Su Hào quay trở lại với cái nhịp mà đóng góp thông tin rất là nhiều nè. Đóng góp kể cả trong giai đoạn có mà chọn nữa. Nếp trụ 2 nha. Anh về, anh về, anh về nè, Hiro, Hiro. Nếp luôn. Nếp em, nếp em, nếp em, nếp em. Nếp em, nếp em, nó đai anh qua tới, anh qua kịp, anh qua kịp. Nếp, nếp, nếp anh đang nhìn đó. Tự bảo được. Giờ đây, giờ đây Khoa. Tụi anh tự chơi. Rồi rồi rồi. Không không chết được em, không chết được em. Cẩn thận nha, nó có gót, nó có gót. Đâm nó luôn, đâm nó luôn. Hai em ơi. Hai em ơi. Tao tấp luôn, tao tấp luôn, tao tấp luôn. Lý mấy con nó mấy phần nó một quá. Tấp không lát. Đánh đứng chung nha, đứng chung nha. On ở dưới kìa, on ở dưới kìa. On ngoài mít á, on bên xuống mít á. Có thể mình có mít rồi đấy, nó gần thì đập lên nha. Rồi. Ví dụ sau này nếu mà tôi muốn hay hơn á, hiện tại thì cá nhân tôi biết là cái điểm mạnh, điểm yếu của tôi như thế nào. Nhưng mà ví dụ sau này mà kiểu dạng tôi muốn hay hơn á, thì những cái góc đánh, những cái thế đánh á, tôi cần phải lưu nhớ anh em. Anh em hình dung ra được không? Ví dụ như là đội hình nào, đánh như thế nào, mình sẽ hình dung ra được. Còn cụ thể đứng ở cái vị trí nào, từng một vị trí của từng thành viên nữa, thì mấy cái đó thì nó sẽ đến từ cái việc mà anh em coi giải á. Anh em học theo cái tụi mạnh đó. Bắt đầu anh em nhìn phân tích coi tụi nó đứng ở vị trí đó nó có đủ hiệu quả nhất hay chưa. Đây, anh em hình dung ra được. Có thể em đánh lại được nha. Không em, không em, không em. Rồi lôi anh em, lôi anh em. Thôi em còn đợi, em còn đợi, có vô em này. Đánh on trước đi, on trước đi, on trước đi. Ok ok, time mid đi, time mid đi. Rồi. Rết nó luôn kìa, rết nó luôn kìa. Ok ok, đẩy chỗ 2 luôn, chỗ 2 trước đi, nó không có rờ đâu. Em nói nè, Vi không lát, Vi không lát còn rờ nha. Ai không rờ đâu, ai không rờ đâu. Học E kìa, nó mất E kìa. Không được. Còn chưa qua. Vi trong đây, Vi trong đây. Vi trong đây anh em để ý này. Ok. Ở chúng ra, chúng Ari cả lấy rồi đó. Nó mất rờ kìa anh em ơi. Nhìn 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 cái này. Em đằng sau này. À đây không lát, đây không lát, đây không lát. Ari gần gần nha thôi. Lùi cái. À đây không lát nha. À đây không lát. Hai. Đánh được. Su Hào của tôi rồi. Ngon. À đây lát nè. Thằng nào lát lên em. Đây. Ôi bây giờ mình có bắn là thắng nha anh em, đi chung là thắng đó. Game của mình là đánh tập trung nè. Su Hào đợt này bắt đầu cô lớn tiếng hơn rồi. Em bà đòn sao? Em bà đòn. Quay mít cái quay mít. Từ anh em phá quân nha, nó thấy anh này nha, anh em coi chừng nó mở. Rồi ra luôn rồi, ra luôn. Đam luôn. Tìm đam nhanh, tao nấp vô. Nó ra mình đam. Su Hào cô khác so với những cái tập trước á. Nó kiểu như là nó đang... Đánh nha, nó ra mình đánh nha. Nói lớn hơn chút để ác cả những cái pha côn của mấy đứa khác. On không lát. Không rồi, không sợ đâu. Nó ra đập nó nha. Đánh nhanh em, đánh nhanh em.
từ từ nhìn máu Baron được thì ăn luôn được nha anh em. Ok ok. Con bi đường trên, con bi đường trên. Bữa bữa trước em mới cho bạn đánh 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 đánh. Đang tới luôn, đang tới luôn. Ai ai đang tới luôn, đang tới luôn. Giết luôn, giết luôn, giết luôn, giết luôn. Đánh nó muốn đánh thì đánh được nha. Con hổ. Ừ. Về 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 trước đi. Đánh tới, đánh tới, đánh lên, đánh lên đi, đánh lên. On lát. Hai S đây ạ. Ai ai không biết rồi. Dồn dây đi, Ai. Đây không đánh, đây không đánh. Rồi rồi rồi. Anh người bước đầu, bước đầu. Anh tăng cho khoảng. Tao bơi. À, cái khúc này tự nhiên tôi thấy Khoa nó cười mỉm mỉm. Ủa nó cười gì vậy? Sao nhìn nó kiểu như nó ngại ngùng giống con gái quá vậy? Anh cười gì vậy? Một phút rưỡi đồng 4. À Long Vũ tới kìa anh em, Long Vũ tới rồi. Long Vũ bữa nay chơi avatar hình màu tím. Chứ mà hồi bữa là tôi thấy avatar của Long Vũ là hình màu xanh lá cây, xanh đậm. Adri đỏ lá trắng, thằng Adri lát nè, thằng Adri lát luôn nè, hai thằng Adri đang không lát luôn á. Để lấy... Lấy rồi cũng được em. Rồi, đúng rồi, hai rồi kìa. Chết rồi. On trước đi. Đánh nó, đừng có đánh nó. Nhìn nét đi, Nem ơi. Thôi, được chết rồi. Đánh gần nhau đây. Đi lát. Đánh được hết. Cứ đánh tới đi, Hugo ơi. Từ từ, ngon này. Tới đi sao? Tới lên anh em. Nè, anh bút cho em nè Khoa. Ở đây không lát. Rồi, ra bắt đầu. Một người TV bot. Hay. Nó ăn không được đâu, rồng ba trâu lắm. Rồi, anh đẩy mít chứ. Ok, mượt mà. Căn bản là xử lý rồi. Đâu có đam. Xử lý rất mượt mà. Có nha, đi. Có TV. Kiên tâm, Hugo. Tụi anh xuống nè, đừng sợ. Anh đánh xẹt nó về luôn nè. Ok, tem nó còn lâu mới ra, đánh được á. Được luôn á. Hai, giết được á, rồi. Giết luôn. Ra trước đi Hugo. Game của mình là nhanh em. Ui. Bút cho chọt nè. Không ủ công tôi vốt Su Hào vô đội hình 1 mà. Ủa, Su Hào nó có được MVP đội hình 1, đội hình 2 gì không anh em? Anh em ơi cho tôi hỏi, đội hình 1 là Bie đúng không? Đội hình 2 là Taki hả? Taki hay Su Hào? Cây kìa. Hết luôn. Em luôn nha, canh được đẹp thì lấy mega luôn nha anh em, cứ lấy mega từ từ nha, quay sau. Không, cái đợt mà cái bài của Garena quay sau. Bên kia có chừng á. Thôi, họ bé có đồng hồ, bé câu được, tụi mình chạy qua kịp, sau đó. Nè nó lên nha, cho bé này, nhìn TV rồi anh em. Tụi bay, đang chạy lên dặn nha. Đánh gì, đánh được. À, BE với Su Hào hả? Đánh tới lên đi. Ở đây không lát. Cứ đánh đi tới. Đang lao con hồ. Ôi, mình tới rồi không? Mất Mikael rồi nha. Ê, mình canh B mid kìa. Con. Rồi, vô luôn à. Vô luôn nha. Lùi trước. Bên. Quay mid với quay top luôn nè. Ôi, có thể đánh hai mình em một pha lại chết AD của anh. AD không lát. Nghĩ ra Baron đi, Thôi, em được. Cứ lấy hai cửa đi, hai cửa trước đi. Ra Baron cũng được. Ờ, ra Baron đây, hai cửa rồi, Baron. Đi chung về. Em ăn cóc thì màu cái nhá, em smite cóc rồi. Đếm đếm chọc cái quay mid cả nha. On với bi. Rồi. Su Hào hiện giờ cô nổ hơn Taki hả? Tập trung nhau đánh được. Taki xử lý mechanic tướng ok lắm anh em. Em đằng sau nói xử lý kỹ năng của con tướng á. Taki xử lý ghê. Chỉ còn mít nó còn rợ thôi nha anh em. Ok, kệ nó. Okay, tôi đánh vô nhà em. Cover xe bắn. Em lấy top cả nha. Anh gọi hù nó. Anh đi hết máu luôn rồi. Anh có E nè. Quay top vào này. Em đó, chuẩn bị này. Rồi anh nhìn em. Đánh nhà đây. Chết rồi đâu. Rồi, nhìn đánh nhau vẫn được. Giết tụi nó cũng được nè em, Rồi, nhà anh em ơi. Ok, xong giải 1.
giảm được cái pha bó bay, cái pha bó hàng bay về được rồi. Thảo tưởng Huy giết nghiệp là về luôn. Sao mà giết được, nó còn nó còn lát mà. Huy chúng em ở em có lên ra rồi. Em có đứng lên đâu? Còn cái pha thì đâu rồi? Sao mình chết dưới vậy? Ờ, không, không để. Mỗi lần nhắc tới hero là Bụi sẽ hỏi sao mà nó mày chết vậy? Ý nó quay lại. Trời ơi, nó bay thẳng dưới mà đứng lên mình chết sao? Nó có mắt của không để. Vấn đề là mình đâu có đứng chỗ đó được. Một là anh dặn là mà, một là đứng trong trụ, hai là chạy ra mít đi. Nhưng mà anh bộ thấy ông kèo nó đi lên chua lắm, có ai đi đánh không nổi đâu. Nó thua em mới 10 lính như gì. Tại ê, nó ủa, không, ê, tính ra hôm bữa em đánh xong 10 phút em ngang lính nó luôn á. Tại vì mình là con rừng là mình sinh ra nó đâu có giết được. Thì đó, thì bởi em bể em nói mà không xong có lắm được đánh gì. Tính ra tính không có ai đi đánh không nổi đâu. Nó thua đi. Nhưng mà anh bộ thấy ông kèo nó đi lên chua lắm, có ai đi đánh không nổi đâu. Đang nói kèo Azir với lại con Ari đúng không? Vậy là Artifact kêu là con Ari đánh không nổi đúng không? Mở coi cái clip Faker đánh liền. Mở coi cái clip ván 1, 2, 3 Faker đánh liền. Đâu? Nó thua em có 10 lính như gì? Tại ừ, nó hỏi, ê, tính ra hôm bữa em đánh xong rồi. Kiểu như là mai mốt mà vô mà kiểu cãi á. Đưa cái clip nó liền. Đưa cái clip mấy thằng chuyên nghiệp khác đánh liền, đánh kèo xử lý chất tướng liền. Thu em ngang lính nó luôn á. Tại vì mình là con rừng là mình sinh ra nó đâu có giết được. Thì đó, thì bởi em nói mà không. Xong là, rồi không cái pha đánh. Cái pha mà thằng Hoa nó lên nó đứng sau lưng em á. Em kiểu như em bị lợi dụng cái đó quá. Em đẩy đi rồi em về lấy đồ. Không bả đó là một giờ luôn chứ không đẩy được. Đẩy là nó quánh chết à. Em đẩy được mà, em nói gì vậy? Em quýnh nó lô máu luôn còn gì. Có đâu gì, có đâu nè à. Đó nè, pha này đó em đẩy đi. Bị cho Vi cầm con IG chọc lòi cái ngu. Mở kênh của Linh liền. Mở kênh của Linh coi lại ván 1 phân tích. Coi cái cách đánh. Coi cái cách lên trang bị. Coi cái cách xài chiêu. Thua không thua một CS. Giai đoạn về sau kết thúc giai đoạn đi đường thì giai đoạn về sau thì mình không nói. Nhưng mà giai đoạn đi đường á, xỉa được 3 level đầu, 3 level đầu. Xỉa được đúng 3 level đầu. Đó em không đẩy. Mày đứng này lâu ha, anh đứng này lâu lắm rồi đó. Đứng này lâu nha. Em tưởng nó bắt xong á. Đó em không đẩy đây, đó em làm gì đó. Có cách chơi mà anh em, có cách chơi đó, nếu bạn đánh tốt thì có cách chơi mà. Đứng em phải đánh. Mà Hà đỡ nó vô mi, dễ chơi hơn. Bắn hoài, đứng bắn hoài hả? Ừ. Nó vậy là nó sẽ phết, nó sẽ phết AG đó. Trời ơi, mấy lần sẽ lát đồ. Nó chọn thêm nào nha, từ từ. Mèo nó chưa đầu tư là đầu game biết phải chịu nhịn một tí nha, cấp 6 là bắt đầu thắng. Mình lấy mèo trước cho tôi, lấy mèo nó chưa đầu tư là đầu game biết phải chịu nhịn một tí nha, cấp 6 là bắt đầu thắng. Ok chưa? Yên tâm. Ủa gì vậy? À cái tự nhiên tôi thấy hình chu ti để chữ xì tắt. Nó đánh CP mình đánh đọc tên luôn. Không được á, quan trọng là đầu game mình phải nhịn nó một tí. Chị lấy mèo trước đi ha. Trước. Có gì nó bay mình lấy lòng cái nó tui thì ngon hơn được. Mèo trước rồi nọc tên. Mình chưa được lấy hai lan. Để suy nghĩ nọc tên. Em cũng chơi được luôn. Nọc tên thì nó đánh con vai. Vai nọc tên. Tức là em thấy con xe luôn đấu thua con vai đâu. Không thì vậy mình lộ mẹ nó chơi đi. Ờ lấy về đây trước đi. Thì để nó đó là lượt ta. Con cái này Hậu Béo nói đúng. Tại vì ở trong cái đợt vừa rồi á, playoff á, con Seju nó đánh là nó được bích sâu để nó đánh với con Vi. Anh em hình dung ra được không? Nó đánh với con, nó đánh đối đầu với con Vi. Lấy là xuống, nó lượt này nó Ari nè, nó Ari các kiểu nè. Đó, tướng còn nhiều lắm. Ok, lấy mẹ đi. Nó đầu tiên là chắc rồi, lượt này nó phải lấy anh Ti rồi. Nó mẫu to hả? Lượt này xô là nó đánh đầu tiên luôn nha. Ờ, nó đầu tiên không sao đâu, lỗi ơi, không sao đâu, yên tâm, yên tâm em đánh kèo nhiều rồi. Xe dù cả, xe dù cũng được nhá, xe dù cũng được nhá. Từ thôi. Hiếu Hà ngang CS thôi chứ đẩy lên đâu có lại cho Vi. Xin phép anh em team xuất trịch chút xíu nha. Phân tích cho rồi không coi.
cặn bẩn, vi khuẩn, mùi hôi, cặn mốc trong lồng giặt. Đã có viên nén vệ sinh lồng giặt Omomatic nhập khẩu từ Pháp, cho hai viên nén vào lồng giặt chọn chế độ. Mấy anh em edit cắt giùm khúc này. Sẽ đánh bay mọi yếu tố gây mất vệ sinh ẩn sâu bên trong lồng giặt. Viên nén vệ sinh lồng giặt Omomatic mới. Cái gì mà quảng cáo nhiều quá vậy mấy anh trai? Là bên phía của Tim Quang hả? Như con đá trùng. Ừ mà sẽ đi, cúp được. Sẽ đi. Vì nó sẽ hơi xíu. Ừ, giải phóng dành. Sẽ được 3 cấp độ đầu đúng không? Ok. Lớn lên hết cái dịch so với Châu Vi. Anh ta không có hơn thua so với Châu Vi ở thời điểm trước cấp độ 6. Thay vào đó là anh ta biến cái kèo này trở thành cái kèo đẩy đường. Ừ, một con Ari sắc phép có thêm cái tính đa dụng. Và anh em để ý nè, phải phân tích đúng quá rồi. Quy vô những con lính đánh xa hết, sau đó đứng lùi hẳn về phía sau. Nè, đứng lùi hẳn về phía sau để tránh cái việc mà Châu Vi cấu rỉa máu thứ nhất. Mày sẽ tao đi. Châu Vi cấu rỉa máu thứ hai. Sẽ đi. Sẽ có cái dịp đẩy ở trong cái quả cầu ma thuật. Lần tiếp theo dành cho Faker. Ai đẩy đường? Ai đẩy đường? Cấp 5. Cấp 5. Về nhà lên cái giày khai sáng nữa. Ai đẩy đường trước? Ừ, 3 level đầu bị nó xỉa cho xây sập mặt này. Nhưng mà bây giờ ai đẩy đường trước? Bây giờ tôi về tôi lên giày 2. Tôi về tôi lên giày 2 làm gì tôi? Tôi spam. Khi nào mà kiểu như là tôi thiếu mana tôi kêu rừng ra áp lực. Xong rồi tôi về. Hồi chút nữa tôi lên cái Lam Ngọc tôi có đủ mana tôi chơi. Đây thời điểm mà cái tôi được quyền một lần về cái máy quét mà. Cái quay xe tôi đẩy vô cái máy quét. Xong tôi đẩy xong tôi về rồi. Ờ còn anh bạn chưa về. Ờ cái tôi đổi cái dịch chuyển thành cái thiêu đốt. Rừng của tôi hồi cấp độ 6 tôi cấp độ 6 tôi cấp độ 7. Ờ. Đội hình 6 đến thành phép hỗ trợ thiêu đốt. Ờ. Rồi rồi ai xử lý cái kèo nó xử lý như vậy anh em. Nãy hậu béo kêu khó đánh là bởi vì chắc là hậu béo chưa coi cái clip này của tôi, chưa coi cái cách Faker xử lý. Thì nó vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn rồi anh em. Nè cái sử dụng máy quét là từ cái phải máy quét nhầm. Máy giọng lính. Rồi kể cả cái cách lên giày, kể cả cái cách lên đồ nó sẽ giúp cho cái kèo của mình chứ. Trời ơi. Rồi quay trở lại anh em. Quay trở lại anh em. Rồi ok, thua thì mình chịu. Chứ bây giờ mình thua 3-0 mình nói được gì nữa bây giờ. Ok, thua tôi chịu. Cay tôi chịu, cay tôi cay chứ phải anh em cay đâu. Tôi cay chứ bộ. Gì đâu căng. Cơn mưa nào rồi chả tạnh. Sau cơn mưa lúc nào chả có cầu vồng. Mỗi khi cơn mưa xuống, nó sẽ tẩy đi cái bụi trần. Những đau khổ, những nỗi niềm vấp váp, nó sẽ trôi theo cái dòng nước. Thắc nó không nghĩ mình ấy trên đồ đó. Thì nếu mà thích thì đi sau. Đứng chạy nặng rồi sao? Không, nó có bạn này mà. Đúng là mạnh rồi. Rồi, ok. Cái boss rồi, cô boss để quay thôi, hiểu không? Em đừng có găng thấy gì hết. Rất hấp dẫn, cứ tham sao đứng... Ông kiểu như là không tôi chọc anh em vậy thôi chứ mà sẽ có cái cách đánh kèo mà anh em. Thì cái đó là cái điểm mà mình có thể mình học được của những thằng player. Mình xử lý kèo chất tướng tốt thì mình không bị thua nhiều nữa. Xin đồ nha. Ok. Lật lăng được không? Lít sang ra không? Nhiều khi nó chơi lít á. Ừ. Thì lead thì bây giờ team mình là sợ lead hay là galo thì galo với lead anh thấy nó cũng ngang nhau rồi. Ủa dán ba bị đẩy hả? Dán ba bị đẩy căng lắm hả? Rồi ok anh em. Nói vậy giỡn chọc vui thôi anh em. Mình mà để ra thì mình cực kỳ áp lực luôn á. Mình ra sổ. Đúng. Đó, một lần lít, hai là con lập lăng.
Lực lăng không sợ lắm không bác? Nói chung được kèo biết xong rồi, kèo biết không có gì sợ. Ok. Tại vì sao anh nó không đánh bài không? Tại vì game một nó thua rồi, nên nó không đánh nó đâu đó, thấy không? Nó lít nè. Sao đó? Thằng này nó không muốn. Ác vậy, đọc như một cuốn sách. Đọc như một cuốn sách. Trời anh em đừng có cọc, kiểu như là có những cái tình huống anh em câu chuyện gì nó qua rồi thì thôi đi anh em cọc làm gì. Anh em đừng có cọc mấy cái đó, kiểu như mình coi để cho mình biết cái rồi mai mốt mình xử lý ok hơn thôi. Chứ anh em cọc làm gì vô duyên. Ví dụ như mỗi lần mà anh em cọc anh em được 100 đô thì anh em cọc thoải mái. Lúc đó tôi nhiều khi là tôi tỷ phú. Ừ, anh em nhìn vô cái chán của tôi nè. Anh em nhìn vô cái chán của tôi nè, có biết bao nhiêu cái nếp nhăn ở trên đó. Cọc nhiều quá, nhăn mặt đó, xấu trai anh em. Này anh thấy nếu mà nó có xấu mình đánh Grenade cũng được nè. Hay là muốn đánh tăng Grenade hơn. Em tự tin này chắc hơn á, chắc hơn. Grenade thôi, on thôi. Chắc rồi, chắc anh chơi được. On thì mình thiếu đam không? Anh chắc thì mình xác định mình bỏ sĩ giả luôn, mình đi làm một cái gì đó khác. Sao? Thấy con nó tự tin đi lên. Tự tin con nào? Con nào? À chốc đúng không? Rồi đó, chốc. Nhưng mà quan trọng là em đánh em tập trung, em tập trung xử lý thôi, em đừng có chết nha. Em đừng có kiểu mà mất cảnh giác em chết. Nghe nói anh ngồi bây giờ đặt ra luôn đây, sứ giả không đánh mình xuống mình làm cái gì đó. Mình cướp được nó. Nếu mà nó xáo mà nó di chuyển lên sứ giả đúng không? Mình tích quay mình đánh ngược lại khoa. Mình dùm cướp lại cái gần nó giống bị nó lại không? Mình vào lại trụ. Miễn sao á mình đừng có kiểu mà cuốn theo nó là được rồi. Nó lại không? Xáo mà nó di chuyển em đánh. Con nào? Con nào? À chốc đúng không? Rồi đó chốc. Nhưng mà quan trọng là em đánh. Con nào? Con nào? À chốc đúng không? Rồi đó chốc. Cái này tôi đang nhớ lại kiến thức chút xíu anh em. Tôi đang nhớ lại kiến thức chút xíu. Là nếu như mà một con tướng hỗ trợ lên cái mặt nạ sơn thạch, là cái đồ hỗ trợ mà ăn lính có tiền đó anh em, thì trung bình bao nhiêu phút nó sẽ có mắt? Trời nó mắt tự nhiên dòng đây tôi quên quá, tôi bị mất trí nhớ rồi. À, bình thường chơi game thì nó sẽ khoảng chừng 7 phút 30 đúng không? Trình như trễ hơn đó. 8 phút rưỡi. 8 phút rưỡi phải. Hình như cũng không có được sớm lắm. Ừ, còn trong cái trường hợp vừa rồi, nếu như mà để muốn tối ưu cái lời mà Su Hào nói á, thì mình chiếm cái phần đất còn lại. Ví dụ đối phương xác định ăn con sứ giả, thì Su Hào, bản thân của Su Hào là con mèo. Su Hào là con mèo đó. Nên cái việc mà Su Hào sẽ có cái đồ khởi động như thế nào với con mèo thì nó sẽ có tác động là trong cái thời điểm phút thứ 8 Su Hào có mắt hay chưa. Đẹp nhất là cái pha tình huống bỏ con sứ giả mà Su Hào có mắt á, là Su Hào đi với rừng, Su Hào chiếm được tầm nhìn của đối phương là đẹp nhất, trọn vẹn nhất, áp lực xuống xạ thủ luôn. Em tập trung xử lý thôi, em đừng có chết nha. Em đừng có kiểu mà mất cảnh giác em chết. Nghe nói anh ngồi bây giờ đặt ra luôn đây, sứ giả không đánh mình xuống mình làm cái gì đó. Nếu mà nó xáo mà nó di chuyển lên sứ giả đúng không, mình tích quay mình đánh ngược lại khoa, mình dôm cướp lại cái gần nó giống bị nó lại không? Mình vào lại trụ. Miễn sao á mình đừng có kiểu mà cuốn theo nó là được rồi. Okay, nó lúc đầu nó rất là mạnh. Okay. Mình đang chia ra đánh nhỏ nhỏ thôi, mình có CC thôi. Mình hai đồ trở đi là đánh nhau được nha anh em, hai đồ trở đi là tụi mình mạnh đó. Hoàng Sama nói Vitla Faker với lại Midland LCK hay nhất thế giới. Thôi anh em đừng nhét chữ. Nhiều khi là Hoàng nó nói nhầm LCK với lại thế giới đó anh em. Chứ anh em nhét chữ án quá. Game này SD phải giữ vị trí tốt nha, bên nó CC không nhét SD. Ok. Tập trung nhanh em. Đi đánh đúng là được nha, đánh đúng là được. Cover quay nhau thôi. Nè coi chừng mới vô nó đi qua nó đẩy mắt gần mình nha, ném mấy cái bụi ra. Rồi. Hồi thì dễ chơi lắm. Mắt trên sẽ giả kìa. Rồi quay sang sáu nè, quay này tụi anh sáu nè. Anh hậu canh đẩy ngang mít nó không để em cặp xuống nó giữa đường anh em, để em cặp xuống giữa đường. Rồi. Này tụi anh sáu nè. Anh hậu canh đẩy ngang mít chơi lắm. Mít hậu mít đầu mít giả này giả. Rồi mình đầu game cứ chắc vậy là hồi thì dễ chơi lắm. Mắt trên sẽ giả kìa. Rồi quay sang sáu nè, quay này tụi anh sáu nè. Anh hậu canh đẩy ngang mít nó không để em cặp xuống nó giữa đường anh em, để em cặp xuống giữa đường. Rồi. Anh lưu quay này sáu rồi vô gặp nào chơi đó nè. Đúng rồi anh em để ý nha. Rồi đánh đi, đánh đi, anh nhìn đó, anh nhìn đó. Anh clear, ưu tiên clear để em đứng chặn đó. Rồi. Này dùng rồi, xuống em canh một học em. Có chuẩn bị sẵn ha. Có chuẩn bị sẵn dễ chơi đúng không ha. Rồi theo lấy lát nó, lấy lát hay. Ra bảo ghê ác, chơi game tính trước ác. Mít đất đây à, mít đất đây à.
Ôi dạ, em ra đam dòng nha, tự bảo đây. Cho em Splat này. Splat, Splat. Hai cái nữa không quả. Anh đi rồi. Tai rồi, tai đi rồi. Trên nè. Ơi khoa lên được, khoa lên được, chạy lên, chạy lên. Anh đi không được à. Sao không lát, sao không lát. Chạy đi rồi, chạy đi rồi. Chạy luôn đi, chạy luôn đi. Hai mẹ á. Này nó không lát này, nó không lát. Theo lên nha, theo lên nha. Nhà thằng heo dưới này. Đâm lại. Anh sau lưng cho nó, anh sau lưng cho nó rồi. Dí luôn nha, nghe dí luôn nha. Thằng heo rồi, thả bớt nha anh. Không, nghe nói nè, Hugo. Chạy ra, chạy xuống dưới. Ừ, nghe nghe nghe. Có gì tụi anh câu cho chơi nha, Hugo. Trời ơi, xui quá. Giết được Ember nữa rồi, chú bờ. Số nó mua đó, nó lấy chỗ á. Sập không lát, sập không lát. Đó là nhất trước rồi. Có rồi nha, sập nó có rồi nha. Về. Em chặt cột anh đờ lấy lát được rồi nha. Ok. Một cái trứng đó. Con. Ờ, từ từ lên. Nó mất khách rồi anh em ơi. Không rồi. Được không giờ tao lên đánh sứ giả anh mấy, giờ lên đánh sứ giả này. Không giờ, không giờ. Ờ em đồ lớn rồi đấy. Thôi đây em ơi. Đồ đãi à. Lên. Con. Nhìn này nhìn cái gì canh nào canh đi chị lên đi. Dưới hầm nha anh em, từ từ nha anh em. Đây dạ. Không sao. Em đẩy mít nha, Đây à. Ôi giời. Rồi, lấy mít. Có thể đam Baron nha, để ý này. Lô. Bất ngờ CB với đầu tiên nha anh em. Ra đây. Có tiền. Khoa nó cười mỉm nhìn dễ thương quá, Penguin á. Kiểu như cái pha trước, à, nãy anh em còn nhớ cái pha trước không? Ảnh cười cái gì mỉm á, pha này Penta anh cũng cười mỉm luôn. Anh em chắc là anh biết thắng rồi á, anh biết thắng rồi á. Anh biết thắng nhưng mà anh kiểu dạng hướng nội á anh em. Ờ, anh biết là ván này bây giờ là mình đang nắm chắc được cái phần thắng ở trong tay rồi, nhưng mà bây giờ kiểu dạng hướng nội á, anh sợ. Anh sợ gây sớm ăn gì á, anh không dám gây. Tê lỡ à? Cú tê vậy. Mày thấy cột nha, cứ đánh lên đi, em đứng nhìn đây cho, đứng nhìn bên này cho. Rồi nè, nó muốn chơi mít nè, nó chơi mít nè, chơi được nha anh em. Được. Lùi tới rồi. Sao? Rồi, quay lại chơi nè. Tôi nhây rồi. Sao đâu. Quay lại chơi, lên, càng vô cũng được nha. Ê, quay sau càng vô cũng được nha anh em. Anh để lát. Rồi, máy cho anh thử nha. Ừ. Bot đi sao, một người xuống bot thì sao? Một người xuống được, vậy đây, vậy tụi anh giữ quay từ từ. Nghe nói nè, phải có thằng ở dưới thì tụi mình hay lên cao. Ok. Cẩn thận cái bên nha anh em, nó hơn người nha anh em. Sao vẫn được, vẫn được. Cái nhìn quá. Bút đi rồi, Rồi em đánh trước mặt cho, em đứng tanh như này, không sợ đâu, không che em được đâu, đánh từ từ lên, em có cồn lại này. Cá sấu hết máu rồi nha, Chết cá sấu rồi nè. Đánh được nha anh em. Cháu còn nó kéo là được. Vào đi, em tăng trụ cho đấy à. Con. Chơi luôn. Anh. Kỳ sức Adrian ở đó. Em không. Tao, rồi ăn mạng đi. Alo em ơi. Bot hay top luôn sao? Bot, em. Này dạ, Su Hào nãy giờ nói lớn quá. Sorry, má quả đó chủ quả. Lớn quá. Có quả đó mà, có quả bán nữa. Người đàn anh là anh tưởng nó sẽ bung vô chủ chơi hero không, anh đứng lại cao. Su Hào bữa nay dữ quá. Em khó lắm, em lên ờ, đang đợi khi nào nó vô chơi hero mình hãy ra. Mấy cái mình chết trước Su Hào kiểu dạng hiền hiền không à. Giờ Su Hào dữ quá. Sợ. Nghe sợ chứ bộ. Xong nó quay không giờ đó, đồng hồ như vậy không giờ chạy đi. Quá đâu. Quả hàng mày chết chứ bạn nào. Chơi Yumi. Chơi Yumi ngồi côn khỏi cái lần. Không giờ đó. Thôi cuối mình nghe lại không? Nó quay rồi, đồng hồ. Ở dưới mày nó đợi. Đại biết đâu. Thấy đồng hồ. Đi đường luôn rồi. Hello đó, chết liền nữa. Tập hàng lên sớm. Phải là hết đầy, không có e à. Mấy bạn em, mấy anh em đánh đâu. Đó nghe rồi.
Cái mà anh chạy ra lúc nào thì anh đi lại đây thôi. Em quá sợ phải nhắc nhả rồi. Thì còn bảy gì quá. Không, vấn đề á là phải AP mình lấy CV cũng đâu ngon đâu. Thì ban CV đi. À ban AG 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 ban AP mình lấy. Ví dụ mình cho nó con mình cho nó con AG xong rồi nó AP mình lấy CV cũng đâu ngon đâu. Thì ban CV đi. À ban AG 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 ban AG cho anh. Okay. Tới lúc mình đánh em ép rồi nè. Mày ép tao vai à? Tao đi sụp rồi. Tao giờ cho Lucian hay cho AP này ta cũng được. Thì hết. Tự tin nhất đi. Ok luôn. Tao giờ cho Lucian hay cho AP này. Tao vai à? Gì chan? Ok. Tới lúc mình đánh em ép rồi nè. Này một lần nữa tôi phê bình nha. Phê bình đội edit của media của team Secret nha. Trời ơi, cái gì mà chưa xài đó đã lộ rồi. Midfortin Javan kìa. Khắc chế mấy con mà không có dạng lướt lướt. Để cho đối phương, để cho ví dụ như là bây giờ nha, ngài Ren đang ngồi ở đây, ngài Ren coi. Trời ơi, ngài Ren nốt vô liền. Bây giờ là bên Optimus đang ngồi coi. Trời ơi, nốt vô liền. Xong rồi mai mốt anh em thấy cái bích chết của ngài Ren. Ê, bây giờ là tụi nó có con Afe nha. Ủa lộn, có con Javan đó nha. Bây giờ nếu mà nó bích Javan thì bây giờ anh bích con Carthage cho em Alpha đó nha. Hoặc là bây giờ mình bích cá sấu với lại Carthage nha. Xong rồi mình ưu tiên Tamken trước nha. Trời ơi, ẩu thật sự. Ẩu. Đánh lạc hướng hả? Ờ, đánh lạc hướng. Đánh lạc hướng hả? Mày ép tao vai nè. Ngày đang xem rồi. Sao giờ cho Lucian hay cho AP à? Dạ. Lucian Nami thì nó sẽ CV đầu tiên, xong nó phòng lại 3 rồi nó áp lực. Ban không có tên lì dài à? Em nghĩ nó sẽ đánh đội hình CV xong rồi sẽ quanh tăng nữa. Không, mình đánh, mình lấy gia ban trước ha. Lấy gia ban đi. Mình muốn con nó, bây giờ mình thòng lại con Amumu. Gia ban Amumu hay là nhét đi. Đầu tiên đánh Amumu. Ủa mà anh này bích rồi anh em. Quên cái trận này như tôi biết tôi không coi. Cái này bích rồi anh em. Sorry lỗi của tôi. Do tôi không coi full hết cái cặp trận này. Xin lỗi anh em. Bích rồi lỗ gì nữa. Sao? Giờ mình biết đi rồi. Mình đánh về. Xe lát không? Xe lát thì sao? Xe lát ok đúng không? Chỉ còn đi ra thì chắc không giết tam được đâu. Anh em biết bây giờ á, từ từ sáu ngày mai đánh sáu ngày mai chơi lát on nó còn hơn á, học thấy sao làm nha, còn hơn á, học thấy sao làm nha, làm hiền rồi nè. Cái này không biết tôi nói ra nó có ảnh hưởng tới cầm chọn không, chắc là không ảnh hưởng đâu ha. Tại vì nó là cái cách ban bích thôi. Ví dụ ngay cái chỗ này là bích top. Ngay chỗ này bích top. Xong rồi dưới boss mình thồng thêm một cái con tướng. Một con tướng tôi nghĩ rằng nó khá là ngon với lại bên phía của team Switch. Anh em có thể hình dung ra vị tướng nào không ạ? À? Một vị tướng khá là ngon với bên phía của team Secret, khá là chữ bơ luôn. Một con support cuối có râu, một con support cuối có râu. Con Jilin. Tại nó rung mệt một ăn đau đúng không? Dòng lên là độ luôn rồi. Hồi nãy slot 4 mà cướp tướng của bên phía đối phương, cướp con tét. Nhớ em không cần phải bỏ. Tôi cảm thấy có thể cho nó chơi bên trên được.
Ờ, có thể dừng ngón bên trên anh Hậu ấy, bên trên cánh trên tầng Z em nha. Rồi rồi rồi. Còn bao qua tưởng rồi anh Hậu. Đằng sau đấy anh Hậu. Em vô tăng nha, em tăng nha, em tăng nha Khoa. Bảy dây combo này, bảy dây combo ấy, cánh xung nha, cánh xung nha. À, nãy cướp được con rể tinh là ngon luôn anh em. Nãy cướp được con rể tinh là có một cái top lane là thắng luôn. Xong rồi khắc chế được ở slot cuối luôn. Con Vi lúc đó là phế vật. Bây giờ pick Jilin vô con Vi là phế vật. Jilin búp trong Javan nữa. Mở hai nhịp. Nhịp đầu tiên là lấy lát. Đổi hai chiêu cuối. Chiêu cuối của Mid Fortune với lại chiêu cuối của Javan. Đổi lấy lát của Celeb. Xong rồi một chút nữa mình lấy thêm cái nhịp đánh nữa mình vô mình focus. Điểm 10 cho giai đoạn cấm và chọn. Rồi đánh qua anh ơi, được á. Anh được, đánh được. Đi dưới rồi, rồi đi dưới, đi dưới. Rồi rồi. Để chết đây, để chết đấy. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Dồn nó lẹ, dồn nó lẹ. Hai anh em ơi. Hay. Ngon 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 ngon. Đúng lại. Cố lên nha Hero, tụi anh gánh được em ơi. Ok, không sao. Ok, Hero đỡ mạng ngon mà. Thuyền cái. Bây giờ tụi anh gánh cá sấu chứ là tụi anh láo được. Ờ, cá sấu nó một đồ ấy nha. Lùi. Không mà nếu như mà vừa rồi mà bích theo cái ý của tôi nha. Fan đòi chú ra ngoài chụp ảnh cùng cái này chia sẻ thiệt. Góp 20.000 đồng cho Linh cống hiến cho tổ quốc. Là tôi cảm giác như là chú rất là sinh nhật ngon muộn hai ngày là do mình con có bận top lane của mình thắng. Tuổi mới mạnh khỏe thứ hai và là nhiều mình thành chế công được đối chú. Phương nữa. Dạo này không xem like được rồi, nhiều mấy thằng huấn luyện viên khác mà nó thấy mà tôi mà bích như vậy là nó nể luôn á chứ. Ví dụ như là Sico mà lỡ mà có coi cái trận reset, cảm ơn nha, cảm ơn fan của đội hạm đội nha, cảm ơn tụi em rất nhiều. Đó, nếu như mà score nó có coi reset đó, nó nể tôi luôn á chứ. Nó nể tôi pha banh bích đó luôn á chứ. Rồi, chơi 3-3 nè. Em úp AD sao, qua đây sao, qua đây sao, qua đây. Em chết tự, em tự tử luôn đấy. Ok, rồi, chết rồi, chết rồi. Anh luôn, đánh luôn, cãi nó, cãi nó, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Ok, đi chung nhau, đứng chung nhau, lấy chủ, lấy chủ. Sáu một đồ nha, có sáu. Không trước, không trước, lấy chủ, lấy chủ thôi. Được một pha ăn may hả? Anh có đốt. Một cà thủng chết rồi. Mà nó lỗi ra, phải đợi nó lỗi. Nè, năm đài, nó tăng. Nó muốn đai nè, nhìn nha, nhìn nha. Lấy nọ, lấy nọ. Con Jilin support nó không có ngon hả? Tại vì phía bên đây con CBA đồ các thứ nó cũng không áp lực nữa anh em. Mid Fortin là cái con tướng giai đoạn đi đường nó cũng kha khá. Và nó so với con CBA thì nó không có thua. Nên không có áp lực ở đi đường. Mà mình đã bích những cái kèo mà mình không có áp lực đi đường mà mình lại có những cái kèo thắng ở đường khác. Và mình khắc chế được tướng đối phương ở trong giao tranh tổng nữa. Còn gì tuyệt vời hơn ở trong giai đoạn phase 2. Đó không phải là những cái yếu tố mà V2 nó mang lại dành cho mình sao? Ở bên phía đội đỏ. Đội đỏ là cái gì? Đội đỏ là mình được quyền khắc chế. Yeah. Đội đỏ là mình được quyền bích slot 4 mạnh. Hoàn thiện được cái đội hình của mình. Có sống nào, quá có sống tuyệt nào. Vời. Gino, hay này ơi. Thằng này không lát, này không lát, không lát, không lát, không lát, không lát. Nó mất quy luôn rồi. Quan đây, quan gần tới rồi. Không chắc, không chắc. Chưa TP được anh em ơi. Ai chắc đi. Ok, đánh lên luôn. Đúng, tất nhiên cái câu nói của Nguyễn Phúc Trần là đúng á, người ta bích theo cái bài trên. Đúng rồi. Đây đội hình mà quen thuộc nhất á, cách vận hành đã được tập luyện á của phía team Switch á. Em mình thì anh em tập trung vô nha. Không bắt được đâu, không. Tính ra anh em cũng thông minh quá ha. Anh em đưa ra những cái nhận định ok đó chứ. Được, tôi không ngờ anh em thông minh như vậy. Anh Linh thích bên Win sẽ gầy không? Tôi không thích BD. Và thấy nó cười mỉm mắt cười thôi. Xuống dưới kìa. Ê ba luôn. Câu đi nữa, câu đi. Đâm luôn. Chung nhanh rồi. Anh kia nè. À dạ, Hero bị lụm. Có con TP rồi không? Nó lên 3-4 á, 3-4 á. Cái sáu hết rỡ, lát rồi, cái sáu hết rỡ. Ăn đi. Đâm luôn đi. Nó chưa tới kịp đâu, Anh luôn, ăn. Cái đâm luôn nha. Anh nhìn ra đi. Không, tôi chọc anh em thôi chứ ai khinh anh em đâu. Ăn xong lui nha. Ghê. Phải đợi Baron này mình không hỏi được. Em chụp rồi.
Xe lát cũng được. Ờ nó chơi kìa. Ơ nó chơi 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 mít chơi mít lấy mít lấy mít. Nó chơi hero rồi. Chết đâu anh em. Đánh hero rồi, lấy mít. Đợi tao luôn. Trên bi luôn á. Chơi. Chết hai á, giết hai được á, Ngoài đây nó ba được, ngoài đây mình đánh nó ba được từ từ thôi. Lát dầm xuống nó cái xấu không? Được rồi. Được rồi. Anh ăn đi. Anh được. Lính kìa. Sùng Hào đã trở lại. Sùng Hào chơi game giùm những người đồng đội của mình luôn. Ở tập trung em nè. Sùng Hào tối đa hóa cái khả năng phá trụ của Midfarten luôn. Ở tập trung em nè, cung canh nha. Lính kìa. Sao? Quy đi, hậu bé quy là quay mà. Hậu bé biết gì đó không? Biết đứng rồi, ứng không được. Không, bây giờ quay trở lại với sau cái chiến thắng này. Thật ra quay trở lại á, hồi nãy á, tôi có thử anh em, hoặc là không phải đâu, tôi có thử anh em, cũng dùng từ thử thì cũng không phải, là bởi vì cái lối banh bích của anh phía Team Secret á, thì có bạn nhận ra á, là đó ok là banh bích theo bài đã được tập luyện bộ đôi Javan với lại Na, bộ đôi có cái combo mà tạo đại địa chấn rồi xong làm choáng anh em, vận hành tốt Amumu nữa nó sẽ tạo ra cái nhịp giao tranh tốt. Thử anh em thôi. Nhưng mà cái góc nhìn của tôi nó sẽ khác anh em. Anh em hình dung ra được không? Tại vì cái đầu buổi stream ngày hôm nay á, tôi đã nói với anh em á, là tất cả những cái nhận định của tôi về cái game này đều là những cái nhận định nó đến từ cái nói chung là từ cái con người của tôi, có thể đúng có thể không đúng, hoặc là có thể có những cái góc nhìn mà anh em sẽ có những cái góc nhìn khác. Anh em hình dung ra được không? Mình ở đây á, là thay vì cái việc mà tôi nói anh em nghe thì nó lại nó tôi không thích thêm nói theo cái kiểu đó. Căn bản là mỗi người sẽ có những cái nhận định riêng của mình, anh em trao đổi đôi bên chứ, kiểu là như vậy. Nên anh em thấy tôi giỡn, anh em thấy tôi nghiêm giỡn được các thứ cà rỡn á, và thật ra bên trong của tôi suy nghĩ rất là sâu sắc những cái tình huống mà tôi nói giỡn, nhưng mà có thể nó không giỡn. Nhưng mà cái pha đầu tiên á, em bỏ dàn lính đi thì em sẽ hết được quầy. Ok, nói chung là xong rồi đúng không? Nói chung là chiến thắng này chiến thắng thuyết phục rồi cho bên phía của Team Secret. Anh em thấy là một Team Secret đang được vận hành trở lại.
không có đóng góp nhiều lắm những cái ý kiến nữa, chắc là đóng góp sẽ bị nó làm bị lệch đi cái quỹ đạo ở trong giai đoạn có vai chọn. Thì anh em thấy là mỗi người đóng góp vô và họ không có nhiều thời gian để có thể xử lý những cái đóng góp đó, nó tạo ra một cái giai đoạn ban bích nó khá là thập cẩm ở trong cái loạt trận trước. Thì bây giờ họ khắc phục luôn, là bây giờ là ok, Achi sẽ là người thống kê bla 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 đồ các thứ. Rồi Su Hào cũng đóng góp rất nhiều, Su Hào là đang đóng góp rất nhiều. Tiếp tục quay trở lại, anh em thấy là kể cả giai đoạn cấm và chọn, Su Hào cũng đóng góp rất là nhiều ha. Chỉ có một cái thứ thôi, cái thứ ngay cái chỗ này tôi nghĩ bên phía của team Street họ cần phải đầu tư thêm nè. Cái khúc mà Hero nói như thế nào. Tại vì có những cái team mà khi mà tôi coi mid chết thì tôi sẽ cố gắng tôi đóng góp cái ý kiến của mình để cho cái team đó, nếu như mà vô tình hay là như thế nào đó mà họ có coi được á, thì họ có thể thấy là những cái nhận định của mình nó có cái chiều hướng đóng góp về mặt tích cực để khắc phục cho team. Chắc rồi, chắc anh chơi được. Con thì mình thiếu đam không? Anh chắc thì mình xác định mình bỏ sẽ giả luôn, mình đi làm một cái gì đó khác. Sao? À thôi không đóng góp anh em, căn bản là coi lại cái chỗ này là nguyên team đã thống nhất rồi. Ok. Ok, không đóng góp nha. Ngon nghẻ nha. Team xác định là quay trở lại với cuộc chơi nha, khỏe mạnh. Round 2 này rất là hấp dẫn.